Xin chào các bạn, mình là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn Ford. Nếu các bạn có nhu cầu mua xe, hãy gọi điện thoại cho Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Và hôm nay Cường sẽ không review xe các bạn, mà Cường sẽ muốn là chia sẻ các bạn về một cái gọi là cái kinh nghiệm và cũng như là cái trải nghiệm của Cường về cái vấn đề là hộp số CVT và hộp số có cấp. Hộp số nào chạy ngon hơn và ưu nhược điểm của nó ra sao? Bởi vì Cường thấy có rất là nhiều anh em chê hộp số CVT rồi lại chê hộp số có cấp thì chẳng biết đường nào một lần. Thì hôm nay là Cường muốn là thông qua cái kinh nghiệm của Cường để Cường làm một cái bài review để chia sẻ với lại anh em về những cái mà Cường đã từng cảm nhận về cái hộp số CVT và hộp số có cấp khi mà nó vận hành ở đường trường, đường nội thành nó sẽ như thế nào, để cho các bạn có được một cái nhìn gọi là khách quan nhất, tổng quát nhất và thêm nhiều cái thông tin để các bạn lựa chọn được chiếc xe nó phù hợp với lại cái nhu cầu sử dụng của các bạn. Thì kênh của Cường thì không những là review xe mà tất cả những gì liên quan đến xe Cường sẽ đều chia sẻ. Cho nên các bạn mà đang có nhu cầu mà tìm hiểu về các dòng xe này hay có nhu cầu mua xe thì cứ hãy đăng ký kênh của Cường. Thì kênh của Cường, Cường hy vọng là sẽ có những cái thông tin sẽ giúp ích được cho các bạn đó. Thì không nói lan man dài dòng nữa thì vô chủ đề. Thì trước đây á, Cường đã từng sử dụng hộp số CVT khá là nhiều trước khi Cường bước vô cái Ford. Trước khi Cường bán xe Ford thì trước đây Cường thời còn sinh viên á, Cường chạy Grab các bạn. Cường chạy thì Cường chạy cái con Toyota Corolla Altis của ba Cường á. Chung là chạy Grab mà lấy con đó thì công nhận là nó hao xăng các bạn. Đường nội thành nó 11, 12, 13, có khi 13 lít trăm cây luôn đó. Nói chung là con đó thì chạy Grab thì nó không có phù hợp. Nhưng mà kiểu như mình chạy, mình đam mê, mình chạy, mình thích lái xe á. Mình thích lái xe, mình chạy chạy cho vui thôi. Nhưng lúc đó thì cũng không nghĩ đến cái chuyện là phải kiếm được bao nhiêu tiền hay là cái khả năng kinh tế như thế nào. Mà lúc đó chạy cho vui. Thì Cường chạy cái thời gian là cũng phải một năm. Cứ đi học về cuối tuần, sinh viên mà cuối tuần không có đi học là lại xách xe lại chạy Grab. Thì một cái năm như vậy thì Cường chạy nó đâu đó xe thì ba Cường ít đi lắm, ba Cường ngồi đó giao xe cho Cường là hồi 70.000 mà Cường chạy lên đó cũng khoảng 90.000, tức là trong một năm nó Cường chạy khoảng 20.000 km với lại cái con Corolla Altis đó. Nó sử dụng hộp số CVT, động cơ của nó là 1.8 134 mã lực 143 Nm thì cũng đủ một cái thời gian nhất định để Cường có thể là Cường cảm nhận cái hộp số CVT nó như thế nào. Thì sau này khi mà Cường bước vào Ford thì Ford là các bạn biết là xe Mỹ mà hộp số có cấp hết, không có thằng nào là CVT. Hai cái trường phái nó đối nghịch nhau hoàn toàn, một bên xe Nhật, một bên là CVT. Thì ngoài cái Toyota nhà Cường thì Cường còn chạy thêm những cái dòng mà nó có cái hộp số CVT, ví dụ như là nhiều các bạn, ví dụ như là Honda City nè, Civic nè, rồi cái gần đây thì Cường có chạy thêm những cái dòng xe ví dụ như là MG thì nó cũng sử dụng hộp số CVT. Còn khi mà vô Ford thì tất nhiên rồi, Cường chạy tất cả các dòng xe Ford, từ Explorer hộp số 6 cấp, EcoSport 6 cấp, Focus 6 cấp, Everest 10 cấp. Thì khi mà trải nghiệm mà hai cái trường phái đối nghịch nhau như vậy các bạn thì Cường thấy nó khác nhau nhiều lắm. Nó không đơn thuần là các bạn cứ nói theo kiểu là các bạn nói cho vui, mà nó khác nhau phải nói là rất nhiều. Các bạn phải ít nhất là các bạn phải chạy mỗi cái loại nó phải đâu đó vài ngàn cây các bạn mới thấy được. Chứ nói theo kiểu lý thuyết thì nó vô chừng lắm, và nó không, gần như là Cường thấy nó chỉ đúng một khía cạnh nào đó thôi, chứ khả năng vận hành thực tế thì thấy nó khác xa hoàn toàn, không có đúng một tí gì giống như là anh em trên mạng chia sẻ. Thì cái Cường muốn nói ở đây là hộp số nào nó cũng có một cái ưu và cái nhược điểm của nó, và không có hộp số nào tệ, cũng không có hộp số nào dở các bạn, cũng không có hộp số nào tốt hoàn toàn, mà nó ở một cái khả năng vận hành nào đó, một cái đường địa hình nào đó, một cái cung đường nào đó thì nó sẽ, nếu mà đúng vô cái ưu điểm của nó thì nó rất là tốt, còn nếu mà đúng vô cái nhược điểm của nó thì nó sẽ làm cho mình cái cảm giác là không được phân. Còn sau đây Cường sẽ chia sẻ cho bạn từng cái khía cạnh một. Đầu tiên là hộp số CVT đi. Các bạn biết cái cấu tạo của hộp số CVT á, là nó tải bằng cái là dây Cura,
Jaguar giống như là Sentega á, nhưng mà Jaguar của nó cấu đặc biệt hơn, nó là không phải bằng cao su mà là bằng thép, thì nó sẽ cho cái khả năng gọi là tải tốt hơn và cái độ bám nó tốt hơn. Thì khi mà ở cái cấu tạo như vậy á, thì các bạn biết là nó là vô cấp cho nên là nó cực kỳ mượt. Nó cực kỳ mượt các bạn. Ví dụ như mượt ở đây thì khi các bạn đi cái đường như thế nào thì các bạn sẽ thấy được cái sự mượt mà của nó. Và cái sự mượt mà và êm ái là cái ưu điểm lớn nhất của hộp số CVT. Thì khi mà các bạn mà chạy cái hộp số này thì các bạn, nếu các bạn chạy ở đường nội thành nè, các bạn chạy theo cái kiểu là nhẹ nhàng tình cảm nè, không có đạp thấp ga nè, không có tăng tốc từ 0 lên 100 trong vòng bao nhiêu giây nè, thì cái hộp số CVT lại cho các bạn một cái cảm giác trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời, êm ái, nhẹ nhàng, tình cảm, lên xuống đều đặn. Còn nếu mà với hộp số CVT mà các bạn chạy theo kiểu là lên 100, giảm xuống 100, lên 100, tức là chạy theo kiểu là dịch tốc móc mắt á, thì nó sẽ đúng vào cái nhược điểm của hộp số CVT. Thì lúc này các bạn sẽ cảm thấy là hộp số CVT nó làm cho mình cái cảm giác không phấn khích cho lắm. Quay ngược lại thì nếu mà các bạn chạy theo kiểu như vậy á, nếu mà được một cái động cơ mà mạnh lắm, mà hộp số có cấp á, biết là hộp số có cấp là nó ăn nhau bằng những cái bánh răng, nó có kiểu liên hợp kép, kiểu bánh răng hệ mặt trời tùy vào dòng xe, nhưng mà đối với những cái dòng xe phổ thông thì thường là sẽ là kiểu bánh răng hệ mặt trời chứ không phải là liên hợp kép. Thì các bạn biết là nếu mà ăn nhau bằng bánh răng á, thì nó gần như là nó không có cái sự gọi là cái sự trượt giống như là dây Cora. Ví dụ như dây Cora hộp số CVT, các bạn mà đạp mà thốc ga mà cái lực ở một cái thời điểm tức thời nó quá mạnh á, thì nó có thể gây ra là cái sự trượt dây Cora, sẽ gây ra cái sự trượt, thì nó làm cho mình cái cảm giác là nó hơi ì ì. Nhưng mà hộp số kiểu như là có cấp á, thì bánh răng thì các bạn đạp là các bạn sẽ cảm nhận được ngay, và các bạn sẽ không thấy được cái sự gọi là nó hơi trễ như là hộp số CVT. Thì hộp số có cấp thì nếu mà các bạn chạy theo kiểu đó thì nó sẽ cho mình cái cảm giác là tốt hơn hộp số CVT. Tuy nhiên nếu mà ngược lại, các bạn chạy trong cái đường nội thành, đường gọi là đường mà các bạn chạy nhẹ nhàng tình cảm, các bạn lên xuống xuống, lên tốc xuống tốc một cách bình thường, không quá nhanh cũng không quá chậm, thì hộp số có cấp tuy cũng có những cái loại hộp số nó cho mình cái cảm giác rất là mượt giống như là EcoSport đây, nhưng nó vẫn không thể bằng CVT các bạn. Không thể bằng hộp số CVT thì gần như là mình không biết được. Và chắc chắn như vậy luôn, các bạn không thể biết được là nó lên xuống vòng tua bao nhiêu, tỷ số chuyển bao nhiêu các bạn. Nhưng mà đối với những cái dòng có cấp như vậy thì các bạn vẫn cảm nhận được, vẫn cảm nhận được nó đang vừa mới nhảy qua số đó. Nhưng mà nếu mà các bạn mà không để ý lắm thì các bạn sẽ không cảm nhận được. Nhưng nếu các bạn tập trung để các bạn xem nó nhảy số thì các bạn vẫn cảm nhận được cái điều đó. Còn hộp số CVT thì cho dù các bạn tập trung cỡ nào thì các bạn cũng không biết được là nó nhảy cái tỷ số chuyển bao nhiêu. Hộp số CVT thì mình không dùng cái từ là nhảy cấp mà là nhảy tỷ số chuyển, tức là tỷ số chuyển nó sẽ biến thiên. Đó là cái yếu tố đầu tiên ha, tức là về cái cảm nhận khi mà chúng ta chạy hai cái dòng xe này và chạy theo cái trường phái như thế nào, nhẹ nhàng tình cảm đi trong phố hay là chạy theo kiểu là lên xuống nhanh, thì đó là cái cảm nhận đầu tiên. Và cái thứ hai là cái hộp số CVT và cái hộp số có cấp, đó là cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu và tối ưu tỷ số chuyển. Thì các bạn biết là hộp số CVT thì nó tối ưu tỷ số chuyển ở mọi dải tốc độ, tức là bất cứ một cái dải tốc độ nào nó đều đáp ứng được một cái tỷ số chuyển tốt nhất và chính xác nhất. Nó không có cái tình trạng nửa vời như là hộp số có cấp. Ví dụ các bạn đang chạy ở một cái vận tốc nào đó mà nếu mà hộp số có cấp thì nó có thể nó xảy ra cái tình huống là trọng tải và cái tốc độ của bạn nó sẽ nằm lưng chừng ở số 2 và số 3 đi chẳng hạn. Thì lúc này buộc động cơ nó phải là đẩy về số 2 và vòng tua máy nó hơi cao hơn một xíu, khi mà nó đạt được rồi nó mới bắt đầu nó cho qua số 3. Thì có những cái thời điểm nó nằm ở lưng chừng số 2 và số 3 thì buộc thuật toán của ô tô nó phải xử lý cái điều này, tức là nó cho về số thấp và vòng tua máy cao hơn, chứ cho lên số 3 thì nó không có đủ cái tải thì nó sẽ rất là nặng máy, thì nó như vậy thì nó sẽ hại cái động cơ của chúng ta. Còn CVT lại khác,
CVT nói tối ưu tất cả các tỷ số chuyền và tối ưu được một cách là chính xác nhất, một cách chuẩn nhất, chứ không phải có kiểu nửa vời lưng chừng như là hộp số cao cấp. Thì điều này dẫn tới những chiếc xe bây giờ nó có cái hộp số gọi là hộp số nhiều cấp đó các bạn. Ví dụ như Elred thì cái khả năng tối ưu tỷ số chuyền của nó rất là tốt. Tối ưu tỷ số chuyền của nó rất là tốt, nó 10 cấp rồi mà. Thì nó nhiều, càng nhiều cấp thì nó lại càng tối ưu cái tỷ số chuyền ở một cái giải tốc độ nào đó chính xác nhất. Tuy nhiên hộp số nhiều cấp thì nó cho mình cái cảm giác nó không được thể thao các bạn. Tức là các bạn hình dung nè, cái biểu đồ của tăng tốc là nó lên mỗi lần nhảy một cấp là nó có một cái sự chuyển đó. Nó có một cái sự chuyển và cái dài tốc của hộp số nhiều cấp ở một cấp nó không dài bằng một số của hộp số có ít cấp hơn. Cái này nghe nó hơi tính là chiều tượng, nhưng mà các bạn hiểu nôm na là hộp số nhiều cấp tối ưu tỷ số chuyển tốt, tuy nhiên không thể thao bằng cảm giác chạy ấy, nó không phấn khích bằng hộp số mà một cái cấp nó vừa vừa, ví dụ 6 cấp 7 cấp. Cho nên các bạn thấy những xe thể thao các bạn, Ferrari, Lambo, những cái xe mà hộp số thường của nó chỉ là 6 7 cấp hoặc cùng lắm là 8 cấp các bạn, chứ ít xe nào mà gần như là không có xe nào mà 10 cấp luôn. Còn ví dụ như những cái xe mà kiểu như Elred á, nó 10 cấp thì nó sẽ có một cái ưu điểm như thế này: tối ưu tỷ số chuyền tốt và nó cho một cái lực kéo cực kỳ tốt ở cái cấp số 1. Tức là nó sinh ra để đi địa hình mà. Thì khi mà đi địa hình như vậy mà cần những cái lực kéo tốt á thì nó về số 1 á, thì cái lực kéo của nó cực kỳ mạnh luôn. Và một cái thứ hai nữa là nó tối ưu cái tỷ số chuyền của nó rất là tốt. Ví dụ như các bạn đi đường cao tốc chạy 120 vòng tua máy đâu đó 1750 vòng một phút, một cái con số phải nói rất là đáng nể cho Elred và cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Thì đó, cho nên là tùy vào cái khía cạnh nào đó thì từng hộp số nó sẽ có từng cái ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Thì Elred cũng vậy, Elred cũng có cái nhược điểm là hộp số của nó nhiều cấp thì cái tính thể thao, ví dụ như các bạn tăng tốc muốn chạy nhanh, chạy tăng tốc 0% các bạn đạp ga nó mắc cười lắm, tức là nó từ 0 đến 100 nó phải nhảy ít nhất là cũng phải 6 số, tức là lên số 6 và vòng tua máy nó cao nha, 6 số nó nhảy, mỗi lần nhảy như vậy á thì các bạn sẽ có một cái cảm giác là nó hơi hực cái nó lên tiếp, nó hơi hực cái xong nó lên tiếp, thì nó làm cho mình nó cảm giác là hơi kiểu như hơi khó chịu một xíu các bạn. Còn ví dụ như hộp số bị 6 cấp đi, ví dụ như Explorer đi chẳng hạn đi, thì từ 0 đến 100 nó chỉ cần nhảy 3 số là nó lên xong rồi, nhảy 3 phát nó lên 100, cho nên là cảm giác nó phấn khích hơn. Và một cái dài tốc ở một cái số nó dài ấy, nó làm cho mình cảm giác sướng, lên phát, lên phát. Còn cái kia nó chia nhỏ ra thì mình sẽ cảm nhận được cái nhảy số, mình có những cái đoạn hứng ở những cái bước nhảy số như vậy. Cho nên là các bạn đừng chê một cái hộp số nào nó dở, nó chỉ dở một cái khía cạnh nó thôi, nhưng mà ở một cái khía cạnh khác thì nó làm tốt. Mà để cân bằng được tất cả các yếu tố thì nó khó lắm các bạn. Cho nên là Cường không có chê hộp số nào, mà Cường thấy nhiều bạn chê theo kiểu là người ta chỉ nhìn vô được một cái điểm dở của nó rồi chê luôn cả cái hộp số đó. Làm như vậy thì nó không có công bằng mà nó không có đúng. Mình phải xét trên toàn một cái yếu tố, mình phải xét trên nhiều cái yếu tố để mình xem nó như thế nào. Chứ nếu mà chỉ nhìn vô cục bộ thì một chiếc xe đâu thể nào mà cục bộ các bạn. Nó phải chạy đường trường nè, phải chạy đường cao tốc nè, nó phải chạy đường tỉnh nè. Rồi lâu lâu mình cũng mẩu chó lên thì mình tăng tốc nhanh, chạy theo kiểu là bạo lực. Còn nhiều khi mình cũng bình thường thôi, mình cũng chạy một cách nhẹ nhàng tình cảm thôi. Chứ đâu phải là lúc nào cũng ở một cái môi trường nhất định, không thể nào ở môi trường mình lúc nào cũng có những lúc này lúc kia, lúc này lúc kia, đúng không các bạn? Thì để mà công bằng mà nói nha, thì người Việt Nam mình nè, chạy xe nè, có bao nhiêu anh em là chạy theo kiểu ô tô mà chạy theo kiểu đó đâu, chạy theo kiểu là dịch tốc móc mắt đâu, chạy theo kiểu là máu chó, chạy theo kiểu là bạo lực đâu, ít lắm. Cái con số đó nó đâu đó khoảng tầm rất là nhỏ, khoảng tầm 5-7% là cùng. Còn lại đại đa số như anh em dùng xe thì mình sẽ chạy theo kiểu là nhẹ nhàng, xe của mình mà mình lúc nào cũng yêu quý nó như là vợ hai, lúc nào cũng chăm nó, sợ nó đau thì mình lên xe mình chạy nó rất là nhẹ nhàng, gặp ổ gà thì mình né đi, rồi là mình đạp ga mình cũng đạp từ từ, chứ đâu phải là đạp vù lên phát
làm như vậy nó xó xe các bạn. Cho nên là để mà công bằng mà nói, ở đường Việt Nam mình, cái hộp số CVT nó vẫn có những cái ưu điểm rất là lớn các bạn. Những cái hộp số nó làm cho mình cái cảm giác rất là nhẹ nhàng, và nó phù hợp với lại đại đa số người dùng, và nó phù hợp với lại đại đa số điều kiện sử dụng ở đường Việt Nam chúng ta. Đó, cho nên công bằng mà nói là như vậy các bạn. Còn cái hộp số mà có cấp á, thì nó hay thì rõ ràng là nó cũng có những cái hay, nhưng mà như nãy, như từ lúc nãy giờ Cường nói thì nó cũng có những cái nhược điểm, nó không bằng hộp số CVT các bạn. Còn bây giờ thì cái hộp số mà như anh em sử dụng bình thường thì hộp số có cấp á, thì nó cũng làm rất là tốt rồi, cho nên là các bạn cũng khó để mà cảm nhận được cái gọi là cái bước chuyển số, cái gọi là nó làm cho mình khó chịu, giống như là nãy giờ Cường nói, mà nó cũng êm, cũng rất là êm, và nó gần tiềm cận với lại hộp số CVT. Tuy chắc chắn là không thể bằng nó, mình chỉ dùng cái từ tiềm cận thôi, tức là nó vẫn làm cho mình một cái cảm giác thoải mái quá. Như ví dụ như EcoSport này, đi rất là nhẹ nhàng tình cảm, nhưng mà để mà so sánh mượt bằng CVT thì làm sao mà bằng được. Nhưng mà EcoSport nó lại có những cái điểm mạnh của cái hộp số có cấp, tức là cái khả năng bắt của nó nhanh nè, rồi khả năng tải của nó tốt nè, rồi là cái khả năng tổn hao công suất của nó ít hơn nè. Thì nói sâu hơn một xíu về cái gọi là cái chi phí bảo dưỡng đi ha. Thì chi phí bảo dưỡng thì thực ra cái này nó cũng không có có gọi là chênh lệch nhau quá nhiều đâu các bạn. Ví dụ như cái thằng CVT thì khoảng tầm 100.000 cây các bạn phải thay Cora lần đúng không? Có khi chạy mà bảo dưỡng đầy đủ có khi cả 100-150.000 mới phải thay một lần. Thì cái chi phí nếu mà tính ra 150.000 các bạn đi bao nhiêu năm? Đi chắc phải cả chục năm mới đi được 150.000. Có khi còn lâu hơn nữa. Thì cái chi phí các bạn bỏ ra một lần nó cũng khoảng tầm tùy dây có ra tầm 3-4 triệu một cái dây đó. Còn lại thì các bạn không phải thay dầu hộp số. Tuy là cái chi phí các bạn bỏ ra 3-4 triệu một lần như vậy thì nghe nó hơi cao đó, nhưng mà các bạn hình dung là phải cả chục năm, 15 năm các bạn mới phải làm cái điều đó một lần. Còn ngược lại cái hộp số mà có cấp á, thì chúng ta là phải thay dầu hộp số. Ví dụ như dầu hộp số định kỳ khoảng 50.000 cây thay một lần, nhưng mà cái dầu hộp số đó thay một lần thì có vài trăm ngàn, có 700-800 ngàn một lần. Thì cái kia nó gấp thay, cái thời gian thay nó, hộp số có cấp thì thay, thời gian thay nó nhiều hơn, nhưng mà cái chi phí nó lại ít hơn. Còn đằng kia thì lâu phải thay hơn, nhưng mà cái số tiền các bạn bỏ ra một lần nó phải nhiều hơn. Thì cái đó là nó cũng không có đáng là bao nhiêu. Cho nên là các bạn đừng có lăn tăn đến cái vấn đề là chuyện bảo dưỡng, mà phải là quan trọng nhất là cái khả năng trải nghiệm của mình. Thì thông qua những cái thông tin Cường vừa mới chia sẻ với các bạn thì hy vọng là các bạn sẽ có thêm được những cái thông tin hay là những cái góc nhìn nó khách quan hơn về hai cái loại hộp số này. Chứ các bạn đừng chê theo kiểu cực đoan quá, tức là mỗi hộp số nó đều có và một cái ưu điểm và một cái nhược điểm. Nếu đúng vô cái ưu điểm của nó thì mình đi rất là ngon, còn nó đúng vô cái nhược điểm của nó thì mình đi nó có phần là nó làm cho mình cảm giác nó chưa được vui vẻ cho lắm. Thì cái này mình phải nhìn cả ưu điểm và nhược điểm thì mình sẽ thấy được cái hộp số đó như thế nào, nó có phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của bạn hay không. Chứ các bạn ví dụ như đi xe, các bạn di chuyển một cách điềm đạm, một cách từ từ, một cách từ tốn, và di chuyển chủ yếu trong nội thành, thì mình nghĩ là hộp số CVT nó sẽ gọi là nó đáp ứng tốt hơn các bạn. Chứ còn nếu mà các bạn mà chạy theo kiểu là các bạn muốn mạnh, tốc độ nhanh, tăng tốc nhanh, xe mạnh, thể thao, chạy phong cách kiểu như là bạo lực một xíu thì hộp số có cấp nó sẽ cho các bạn cái cảm giác tốt hơn. Thì đó, thì tùy vào cái nhu cầu sử dụng của bạn như thế nào mà các bạn hãy chọn cho mình một cái xe mà nó có cái hộp số phù hợp. Và những cái Cường vừa mới chia sẻ cho các bạn vừa rồi á, là mình đang nhìn ở cái phương diện là những chiếc xe mà vận hành một cách hàng ngày, giống như là ở cái thị trường xe Việt Nam hiện nay. Ví dụ như là những cái xe mà cái mức giá nó tầm khoảng loanh quanh dưới 1 tỷ gì đó, và cái khả năng di chuyển của nó là bình thường, thì mình đang xét trên hai cái vấn đề này. Còn nếu mà xét mà gọi là sâu xa hơn thì hộp số CVT nó có một cái nhược điểm, nó làm cho những chiếc xe kiểu như xe hạng sang này,
và những chiếc xe thể thao không thể dùng với hộp số này các bạn. Và cái nhược điểm đó chính là cái nhược điểm của cái dây Cora này. Khi mà nó đạt đến cái ngưỡng giới hạn, tức là nếu mà qua cái ngưỡng này nó sẽ bị trượt cái dây Cora, thì cái động cơ nếu mà quá mạnh, ví dụ như là vài trăm mã lực đi, 300-400 mã lực đi, thì cái hộp số CVT nó chịu không nổi các bạn. Thì lúc này buộc là chúng ta phải sử dụng hộp số bánh răng là hộp số có cấp. Còn CVT thì nó chỉ một cái ngưỡng nào đó thôi. Ví dụ như dưới 200 mã lực thì ok, moment xoắn đâu đó dưới 300 Newton mét thì ok. Còn nếu mà quá hơn, vượt thì nó sẽ rất là dễ xảy ra cái tình trạng là trượt dây Cora. Cho nên các bạn để những chiếc xe hạng sang, những chiếc xe mà có công suất lớn hay những chiếc xe to á, thì thường là họ sẽ không sử dụng hộp số CVT đâu các bạn, mà thường là sẽ sử dụng hộp số có cấp. Đó, các bạn lưu ý cái điều này. Cho nên là các bạn đừng thấy nó không được sử dụng trên những xe sang mà che nó dở. Tức là nó sẽ tốt ở những cái trường hợp mà Cường nói vừa rồi. Thật ra một cái sản phẩm không có sản phẩm nào là xấu, cũng không có sản phẩm nào là tốt hoàn toàn các bạn. Mình phải nhìn cho nó khách quan. Chứ Cường thì Cường không có chê bất cứ cái sản phẩm nào hay là cái hộp số gì các bạn. Tại vì ngồi không phải mình cũng chả là cái gì, mình cũng không thể nào mà bằng những cái kỹ sư của người Nhật, đúng không các bạn? Nhật là một cái nước công nghiệp ô tô phát triển rất là mạnh, mà người ta nghiên cứu, người ta phát triển ra cái hộp số đó mà mình lại chê người ta thì chẳng khác nào mình tự chê mình các bạn. Cho nên là mình hãy nhìn một cái vấn đề một cách gọi là khách quan hơn, nhiều vấn đề hơn, để mình thấy nó như thế nào là chuẩn, chứ mình đừng có tiêu cực quá. Mình thấy nhiều bạn tiêu cực quá các bạn. Cái đó thì nó cũng đúng một phần thôi, nhưng mà không hay. Thì đó là những cái mà Cường chia sẻ các bạn. Thì qua những cái thông tin Cường vừa rồi thì các bạn hãy tự nghiệm lại xem là cái nhu cầu sử dụng của mình là gì, để mình chọn cái hộp số nó như thế nào, hay là chọn cái dòng xe nó có cái hộp số như thế nào. Còn bản thân của Cường á, thì cái xe nào Cường thích, cái hộp số không quan trọng. Thật ra đường Việt Nam mình á, chạy á, đâu có kiểu mà chạy nhanh xong phanh gấp được các bạn, mà chạy cứ di chuyển nhẹ nhàng á, thì Cường đi hộp số 10 cấp có đi rồi nè, 6 cấp đi rồi nè, CVT đi rất là nhiều rồi nè, thì hầu như là cái nào nó cũng đáp ứng được cho mình. Chứ không phải là CVT thì nó dở, mà hộp số có cấp thì nó dịch, không có. Cái ngưỡng bây giờ thì nó cũng gọi là nó gần, nó tiềm cận nhau rồi các bạn. Còn mình nói vừa rồi là mình xét trên nhiều cái yếu tố, mình xét trên nhiều cái yếu tố vận hành để mình đưa ra những cái lời chia sẻ cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu thấy video này hữu ích thì hãy đăng ký kênh của Cường để xem thêm nhiều video về các chủ đề xe cộ, cũng như là có cái gì hay thì Cường sẽ chia sẻ cho các bạn, chứ không đơn thuần là mình cứ review xe, hoặc có gì hay Cường sẽ chia sẻ nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Cường nha bạn. Bye bye.